là mấy gà này trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên là sử dụng được ạ. Mình vệ sinh muối sạch sẽ đi nhá. Sau đó thì mình sẽ tách ra. Anh chị cho vào cái bếp lửa rang cho nó chín lên nhá. Sau đó thì mình sẽ nghiền tán thành bột. Mỗi lần mình dùng á, anh chị có thể là trộn pha chung với lại cháo cho bé ăn. Không thì mình có thể là pha với mật ong cho bé uống cũng được. Thì cái này này nó rất là thơm và dễ uống. Nó hỗ trợ các bệnh về suy dinh dưỡng cho trẻ em này. Đối với bé mà trên 6 tháng tuổi á, mà bị còi suy dinh dưỡng này, bé biếng ăn, với lại đường ruột của bé nó khó tiêu á, thì anh chị pha cái bột màng mì gà này này với cháo cho bé ăn nhá. Không thì mình có thể là pha với lại 200ml nước đun sôi để nguội á. Sau đó thì cho khoảng 2 thìa mật ong nó vào, thìa nhỏ thôi nhá. Khuấy đều lên và mình cho bé uống được kìa. Cái này á anh chị dùng đi. Riêng đối với cái bài thuốc này này, em chia sẻ rất là nhiều rồi và mọi người áp dụng đều rất là thành công. Anh chị ạ, nó cải thiện cái tình trạng bệnh ấy rất là rõ rệt luôn. Cho nên là mọi người, mỗi lần mình thịt gà nên tận dụng cho em nhé.